Ở đây mình đang có hai sự lựa chọn rất là ngon trong phân khúc khoảng 6 đến 7 củ khoai. Đầu tiên đó chính là con Samsung S20 Plus 5G. Còn tiếp theo đó chính là con Xiaomi 12X. Vậy thì trong tầm giá khoảng 6 đến 7 củ khoai, con máy của Samsung sẽ ngon hơn hay con máy đến từ Xiaomi sẽ ngon hơn? Anh em hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video này nhé. Đầu tiên chúng ta hãy cùng quan sát về cái ngoại hình của con Samsung S20 Plus này. Ở mặt lưng này thì chúng ta sẽ có một cái mặt lưng được thiết kế bằng kính. Nó sẽ được bo cong sang hai bên như thế này. Và cái cụm camera được thiết kế liền với khung viền luôn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái thiết kế khá là uyển chuyển, mềm mại. Khi mà mình cầm con này trên tay ấy, thì nó sẽ có một cái cảm giác cầm nắm khá là ok. Nó sẽ không bị cấn tay quá nhiều, tuy nhiên là mình vẫn cảm thấy một chút nó bị cấn tay ở cạnh viền như thế này. Cạnh viền của con này thì nó sẽ được thiết kế khá là phẳng. Ở khung viền con này thì nó sẽ là có khung viền kim loại. Ở cụm camera thì chúng ta sẽ có gồm 3 ống kính cùng với một cái đèn flash được đặt bên ngoài như thế này. Các trang bị của nó thì chúng ta sẽ có một cái loa ngoài, một cái cổng sạc, một cái mic thoại và một khay sim. Và đó là sơ qua một chút về cái ngoại hình của con Samsung S20 Plus 5G này. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với con Xiaomi 12X. Con máy này thì nó sẽ có kích thước nhỏ hơn hẳn. Khi mình cầm trên tay ấy, thì nó đem lại cho mình cái cảm giác cầm nắm nó thoải mái hơn là con Samsung này, bởi vì nó sẽ nhỏ gọn hơn. Ở mặt lưng con này thì chúng ta cũng sẽ có một mặt lưng bằng kính. Mặt lưng này thì nó cũng sẽ được bo cong sang hai bên như thế này, cả trên cả dưới nữa. Cả cái màn hình con này cũng sẽ được bo cong. Và thiết kế con này nó khá là nhỏ gọn, vậy nên khi mình cầm nắm con này thì nó cực kỳ thoải mái luôn, khá là ôm tay. Tuy nhiên là con này nó sẽ khá là trơn mọi người nhá. Khi mọi người cầm thì mọi người sẽ phải chú ý một chút, bởi vì con này nó khá là nhỏ. Về phần trang bị bên ngoài con này thì chúng ta sẽ có một cái cụm loa ngoài được thiết kế khá đẹp, đẹp hơn hẳn con Samsung vừa nãy. Và cổng sạc, tiếp theo đó là mic thoại và một cái khay đựng SIM. Khung viền của con này thì cũng sẽ là khung viền kim loại. Hai con này thì nó khá là cứng cáp, cực kỳ chắc chắn. Ở phần bên trên thì chúng ta sẽ có thêm một cái loa ngoài nữa. Và loa ngoài của con này được kết hợp cùng với hãng loa khá nổi tiếng là Hartmann Kardon. Tiếp theo chúng ta sẽ có thêm một cái mic phụ và một cái mắt điều khiển ống ngoại. Về phần trang bị thì mình sẽ đánh giá con Xiaomi 12X này, nó sẽ cao cấp hơn, nó xịn hơn một chút. Còn về tổng quan thiết kế của hai con này thì nó khá là cao cấp. Cả hai con đều sẽ có mặt lưng kính và khung viền kim loại. Tiếp theo là chúng ta hãy cùng đi sâu hơn vào thông số kỹ thuật của hai con máy này, để xem trong cái tầm giá này con máy nào nó sẽ có một cái hiệu năng ngon hơn nhé. Đầu tiên là đối thủ đến từ Samsung thì chúng ta sẽ có một cái màn hình với kích thước là 6,7 inch, tấm nền Dynamic AMOLED 2X với tần số quét là 120Hz. Kèm theo đó thì chúng ta sẽ có thêm công nghệ HDR10 Plus và độ sáng của nó sẽ tối đa là 1300 nit. Đây cũng là một cái màn hình cực kỳ sắc nét mọi người nhé. Samsung thì nổi tiếng với những tấm nền cực kỳ xịn sò, cực kỳ chất lượng, nên anh em có thể giải trí trên cái màn hình này cực kỳ tốt, đem lại trải nghiệm cực kỳ ngon. Tiếp theo đó ở camera thì chúng ta sẽ có bộ 3 camera với thông số sẽ là 64 megapixel cam chính và hai cái camera còn lại thì sẽ là 12 megapixel. Còn cam trước thì em này sẽ có một cái camera 10 megapixel. Chất lượng camera của các dòng flagship của Samsung thì cực kỳ ngon rồi. Anh em có thể xem một số video để tham khảo về chất lượng con này. Còn con chip của em này được trang bị là con chip Snapdragon 888. Trong tầm giá khoảng 6 đến 7 củ khoai thì con này nó không phải mạnh, nhưng nó vẫn đủ dùng để cho anh em có thể chiến mọi loại game với một mức setting khá là cao. Ví dụ như là PUBG Mobile chẳng hạn. Còn viên pin của em này thì sẽ có dung lượng là 4800mAh với công suất sạc là 25W. Vậy thì con Xiaomi 12X này thì nó sẽ có những điểm gì nổi bật? Đầu tiên ở đây chúng ta sẽ có một cái màn hình với kích thước là 6,28 inch. Một cái kích thước khá là nhỏ nhắn để cho chúng ta cầm thoải mái trên tay, hoặc là cho những bạn nữ và những bạn tay nhỏ. Ở đây thì chúng ta sẽ có tấm nền AMOLED với cái tần số quét là 120Hz. Chúng ta sẽ có thêm công nghệ là Dolby Vision HD10 Plus và độ sáng tối đa của em này thì sẽ là 1100 nit. Còn bộ camera của em này thì sẽ có thông số lần lượt sẽ là 50 megapixel, 13 megapixel và một cái camera nữa là 5 megapixel. Camera con này cũng khá là ngon nha anh em nhé. Anh em có thể tìm hiểu thêm ở một số video khác. Ở camera trước thì chúng ta sẽ có độ phân giải sẽ là 32 megapixel. Đây cũng là một độ phân giải lý tưởng để cho anh em có thể call video hoặc là anh em có thể live stream. Và sức mạnh của em này thì sẽ là con chip Snapdragon 870. Nó sẽ yếu hơn một chút so với con 888. Tuy nhiên là với cái mức giá rẻ hơn khoảng 800k so với con Samsung này thì đây cũng là một sự lựa chọn cực kỳ ngon. Chúng ta vẫn có thể chơi được một số tựa game cực kỳ tốt. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có dung lượng pin là 4500mAh và một cái công suất sạc lớn hơn hẳn là 67W. Và một điểm nữa, hai con này khá là giống nhau là chúng ta đều có vân tay ở trong màn hình. Đây là một điểm khá là hay trong tầm giá khoảng 6-7 củ khoai. Và đó, mình đã vừa so sánh hai con máy trong tầm giá khoảng 6-7 củ khoai là con Xiaomi 12X và con Samsung S20 Plus. Vậy anh em nghĩ sao về hai con máy này? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận nhé.